大家好，今天我们继续学第二课，阅读《孟姜女的故事》。Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài đọc thêm của bài số 2, đó là câu chuyện của nàng Mạnh Khương nha. Mời cả lớp, mời mọi người đọc theo từ mới trước nha. Từ mới, số 1 nè. Mâng chàng nủy choa chống rấn chống rấn khủ cung trang phụ quan xỉ lẻng lén dê mén y sư thị hông lung tạo lưu bay thông. Chúng ta đọc bài giải thích sơ qua từ mới, bài này nó cũng ngắn. Chữ choa có nghĩa là bắt, khi mà bắt là nó có cái bộ chảo. Ta thấy là chữ choa này là tóm, bắt, bắt lấy, thì ta thấy là bên trái có bộ thủ, bên phải có bộ chảo ha. Bắt lấy choa, người nghèo. Khủ cung là những công việc vất vả, gọi là khủ cung. Trang phu quan xì lén là tên người, lén dê là cả đêm, tức là thâu đêm, suốt đêm. Mẻn y là áo bông. Cái chữ mẻn này tức là cái loại bông, bông mà bông gòn á, gọi là mẻn ha. Bông gòn gọi là mẻn hoa, mẻn. Sư thì là thi thể. Chữ sư có nghĩa là cái xác chết á, thi thể ha. Hông lung là từ tượng thanh, là rầm rầm, là bị sập đổ á. Tàu là đổ ngã xuống. Lu tức là bị lộ ra. Lộ ra, lu. Bay thông. Mời mọi người đọc theo bài văn nha. Rồi. Vì là siêu quan lì chẳng chẳng chính sử hoàng choa lờ hẳn tố chống rấn truy chô khủ cung. Mông chàng nữ chế huân mấy chỉ thiên tha trang phu quan xỉ lén chiêu bay choa truy siêu chẳng chẳng lợ. Quan xỉ lén chẩu hậu y chứ mấy yếu xeo xỉ tông thiên khoai tao lợ. Mông chàng nữ xiang bảy phang ý tinh hẳn lần ý sư lén dê vì trang phu cho mẹn y. Mẹn y cho hào lợ. Tha chế tinh tư chỉ sông trị. Tan sư trang phu trai ná lý nơ. Tha phu chư tạo. Bú quộ tha xăng xin. Chữ yào y chữ hoàng bấy chậu. Chiu nâng chậu tao chẳng chẳng. Dễ chiêu nâng chào tao tha trang phu lợ. Tha bú pa san cao lưu yuèn. Chầu lợ hẳn tô thèn. Trái chầu tao chẳng chẳng chào xa. Mông chàng nữ khan chen chô khủ công tợ. Tâu trai liu xỉa liu han tơ láo tùng. Liễu xỉ hoặc liễu xuê đều được. Tha ná chơ mén y. Y bên chầu, y bên vân, quan xỉ lén trai nả. Ta gia tâu sộ, bu chư tạo. Chơ sứ, chầu qua lại ý cơ chinh nén. Sư hờ quan xỉ lén, ý khoai ở bay, cho lại tợ. Tha cao su mông chàng nữ quan xỉ lén lái lờ ỉ hâu yên vây lão tông thai lầy mấy cua tua xào thiên chiêu lây xử lợ. Mông chàng nữ
要找汪喜良的尸体，大家也都不知道在哪儿。孟姜女坐在长城下大哭起来，连着哭了几天几夜。一天，孟姜女正哭着，忽然轰隆一声，长城倒了一大段，汪喜良的尸体露了出来。孟姜女看见死去的丈夫，非常悲痛，也跳进大海死了。大家要跟着读5次、10次，这样你们的阅读才会读得流利。好，现在我们翻译，请大家跟老师学翻译。为了，tức là vì để, 修là sửa chữa, 万里长城là vạn lý trường thành, vì để sửa vạn lý trường thành, chính sử hoàng là tần thủy hoàng, choa lợ là bắt, đá bắt, lơ tức là rồi, choa lợ tức là đá bắt. Hẳn tố chúng rấn là rất nhiều người nghèo, truy cho khủ cung, đi làm khổ sai. Khổ sai tức là làm những công việc vất vả đó, nặng nhọc á. Vậy câu này à, Tần Thủy Hoàng đã bắt rất nhiều người nghèo đi làm khổ sai. Mừng Trang Nụy chế huân mấy chỉ then, nàng Mãnh Khương kết hôn mấy chỉ then tức là chưa được mấy ngày. Tha Trang Phu Hoan Xỉ Lén, mọi người gạch cái cụm từ là tha trang phu quan xì lẻng là đều là danh từ hết, thì ta dịch ngược lại, dịch từ phía sau trước, đó là Vãn Hỷ Lương, người chồng của cô ấy, dịch vậy ha. Chiêu bay choa truy, cái chữ liền, chiêu là liền, bay là bị, liền bị bắt đi, siêu chẳng chẳng là bắt đi, liền bị bắt đi, tu sửa trường thành rồi. Quan xì lẻng chầu hậu, cái chữ hậu này đứng đằng sau cùng, mình dịch là gì? Dịch là sau khi, sau khi Vãn Hỷ Lương đi. Y chữ mấy dầu sao xì, y chữ là suốt thời gian, suốt thời gian không hề có tin tức gì, không có tin tức. Tung then khoai tao lợ, mùa đông sắp đến rồi. Quan mừng chàng nữ xiàng, mừng chàng nữ xiàng, nàng Mãnh Khương nghĩ rằng, nghĩ rằng điều gì? Bảy phang ý tinh hẳn lần, miền Bắc chắc là rất lạnh. Ý tinh mình có thể dịch là chắc là rất lạnh. Ý sư là thế là. Lén dê quay trang phu cho mẹn y, mọi người gặp dưới từ quay, và ta có động từ là chùa, làm cho ai đó, thì ta dùng chữ quay chấm 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 chùa nha. Thế là lén dê quay trăng phu chua mẹn di, mình dịch là thế là ngày đêm làm gì, làm áo bông, áo len, áo ấm cho chồng. Mẹn y chua hảo lợ, áo bông đã làm xong rồi. Tha chế tình, tự chỉ xong chỉ, cô ta quyết định tự mình mang đi. Tan sư trăng phu chai ná lý nơ, nhưng mà người chồng ở đâu đây? Tha bu chư tạo, cô ấy không biết. Bú cua tha xiang xin, bú cua là nhưng, hoặc gì là có điều là cô ấy tin tưởng rằng. Chữ giao y chữ hoàng bảy chầu, chỉ cần đi thẳng về hướng Bắc. Y chữ là gì là thẳng, đi suốt về hướng Bắc, đi thẳng về hướng Bắc. Chiêu nâng chầu tao chẳng chẳng, thì có thể đến được trường thành. Dễ chiêu nâng chào tao trang phu lợ, cũng có thể kiếm được, tìm được người chồng rồi. Tha bú pa san cao lù yuèn, cô ấy không sợ núi cao đường xa.
Châu lơ hẳn tua thèn, đi hết rất là nhiều ngày, trái châu tàu mới đi được đến, trắng trấn chèo xạ mới đến được chân núi Trường Thành. Mừng trang nụy khan chen cho khủ công tợ, nàng mắn khương khan chen là nhìn thấy, chua khủ công tờ, cái chữ tờ tức là tờ rỉnh á, vậy là mình dịch là nàng mạnh khương nhìn thấy những người làm khổ sai, tờ là nó ẩn chữ rỉnh á. Tâu trai liễu xịa liễu han tơ lão tùng đều đang lao động, ta thấy có chữ tơ là tính từ làm trạng ngữ, cho nên là tính từ là câu này là liễu, nó không phải tính từ làm trạng ngữ, cái câu là câu trạng ngữ. Liễu xe liễu hàn là một cái bổ ngữ để bổ nghĩa cho động từ là lão tung, nên đây nó cũng là một cái dạng là trạng ngữ nha. Có chữ tơ này là dạng câu trạng ngữ đó. Vậy mình có thể dịch động từ trước rồi dịch cái phần bổ ngữ đứng trước chữ tơ dịch sau. Đều đang lao động đổ máu và cả mồ hôi, mình dịch vậy. Tha nã chơ miễn y, cô ấy cầm lấy áo bông, y chữ chầu, y chữ quân, y bên chầu, y bên quân, vừa đi vừa hỏi, quan xì lén trai nở, ván hí lương ở đâu, ta cha tâu xua, phu chư tàu, mọi người đều nói rằng là không biết. Chơ sử chầu qua lại ý cơ chinh nén, bây giờ có một cái người thanh niên bước đến, chầu qua lại bước đến. Sư hứa quan xì lãng ý khoai ở bây cho lại tờ. Câu này nó có chữ sư đầu câu và chữ tơ cuối câu là một dạng câu nhấn mạnh. Hứa quan xì lãng ý khoai ở bây cho lại tờ. Ý khoai ở tức là cùng nhau á, cùng nhau. Cùng bị bắt đến đây. Cùng với ai? Với Vạn Hỷ Lương, tức là bị bắt đến đây với Vạn Hỷ Lương, cùng bị bắt đến đây với Vạn Hỷ Lương. Tha cao su mân trang nụy, ông ta nói cho nàng Mạnh Khương biết. Ta thấy có chữ ỷ hâu ha, ỷ hâu là mình sẽ dịch sau, mình sẽ dịch trước. Ỷ hâu đứng sau câu, đứng cuối một câu mình sẽ dịch trước, dịch là sau khi Vạn Hỷ Lương đến đây. Dinh quay lão tông thai lây, bởi vì lao động quá mệt, mấy cua tua xảo thiên, tức chưa được bao nhiêu ngày, chiêu lây xử lợ thì bị mệt chết rồi. Mân trang nì giao chào quan xì lãng cơ sư thị, nàng Mạnh Khương muốn tìm gì? Gạch chữ chào là động từ chính, và phía sau chữ tơ là tân ngữ là sư thì, gạch chữ sư thì, vậy là tìm gì? Tìm cái thi thể. Tìm thi thể của ai? Quan xì lãng. Nàng Mạnh Khương muốn tìm thi thể của Vạn Hỷ Lương. Ta cha dễ tâu phu chư tao trai nở, mọi người cũng không biết. Nghe nó là chết rồi đó, nhưng mà không biết chết ở đâu, nên là mọi người đều cũng không biết ở đâu. Nàng Mạnh Khương chua chai tráng thứng chảo xa, ngồi ở dưới tráng trấn chèo xa, là tráng trấn xa, ngồi ở dưới cái bức tường thành. Ta khu chỉ lại khóc lên, ta khu chỉ lại bắt đầu khóc lên, bắt đầu cất tiếng khóc lên, không gì là bắt đầu khóc lên. Lén chơ khu lợ chỉ then chỉ dễ, lén chơ tức là liên tục, lén chơ gì là liên tục, khu lợ liên tục khóc hết mấy ngày mấy đêm, một hôm khóc mấy ngày mấy đêm một hôm. Mân trang nụy chân khu chơ, nàng Mạnh Khương lúc đang khóc, khu chơ là đang khóc nha. Ta thấy cái chữ chơ đứng sau động từ là chỉ một cái hành động hay một trạng thái đang xảy ra. Nàng Mạnh Khương đang khóc, hu rãn hung lung y sân, bỗng nhiên nghe một tiếng rầm ầm ầm ha, là điều gì xảy ra? Tráng trấn tạo là ý ta toàn, Trường Thành đã sụp đổ hết một đoạn lớn luôn, một đoạn lớn. Ý ta toàn là một đoạn lớn. Quan xì lén tờ sư thì lưu là chu lái, xác của Vạn Hỷ Lương
lộ ra, thấy kinh khủng ghê gớm không? Người phụ nữ mà khóc đến nỗi rằng là tường còn phải sập, là người chết là đang ở trong chôn trong cái bức tường thành, thế mà còn phải chui ra, thấy là rất là lợi hại ha. Mông Trang Nữ Khan Chen Sử Truy Đà Trang Phụ. Nàng Mẫn Khương Khan Chen là nhìn thấy, gạch động từ Khan Chen nhìn thấy, gạch hai chữ Trang Phụ là tân ngữ nha. Nàng Mẫn Khương nhìn thấy người chồng đã chết, Sử Truy là đã chết. Nhìn thấy người chồng đã chết, cái xác lộ ra thì sao? Cảm thấy là rất là đau lòng, cho nên là Phây Tráng Bây Thông, rất đau lòng, rất đau xót. Về theo chim ta hải sử là cũng nhảy xuống biển, tự tử chết luôn, cũng nhảy xuống biển chết luôn. Mới cưới xong được vài ngày, sau đó là bị bắt đi làm khổ sai, cuối cùng cái mệt đến chết. Chết xong cái rồi người vợ mới cưới cũng buồn quá, không biết làm sao, sống với ai, sống tiếp tục mà ngày xưa đâu giống như bây giờ, cho nên là thấy là đau khổ quá, không muốn sống tiếp nữa nên cũng nhảy xuống biển tự tử chết luôn. Một câu chuyện ta thấy là để mà xây dựng nên cái bản lý tường thành, chết rất nhiều người, rất 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 nhiều người, rất là thê thảm ha. Rồi bài đọc thêm đã xong, mọi người hãy chép hết bài đọc thêm này ra, dịch từng câu sang tiếng Việt. Ni mến bà chơ khơ duy tú trao chu lại rán hồ ý cơ cơ y chuy y chuy tô phan y chu lại phan y chẳng duy ủy phan y chẳng duy ủy hãy dầu chơ xe sân chứ nì mến tô yếu xị nâng xế tơ chu lại nâng cầu nên sổ xế tơ chu lại chơ yăng nì mến trái khởi ý bà chơ xe sân chứ lão chi tức là ghi nhớ, nhớ mãi trong đầu ha. Hào, chơi y khơ, wo men yi jing xue wan le. Qing da jia ji xu shou kan di san khơ, wo men ji xu xue. Xia ge si pin ji xu xue di san khơ. Di san khơ jiu shi cheng yu gu shi. Bài số 3 là câu chuyện thành ngữ à, về cái câu chuyện也不错. Hào, xie xie da jia shou kan. Zai jian.